Kỳ Lân Luxury trân trọng giới thiệu vòng tay vàng hồng nguyên khối đính kim cương có thiết kế thanh lịch, nhã nhặn. Trên mỗi vòng tay là một viên kim cương chủ kết hợp cùng ký tự viết tắt tên riêng theo yêu cầu. Dịch vụ chế tác trang sức theo yêu cầu cũng chính là một trong những dịch vụ nổi bật làm nên tên tuổi thương hiệu Kỳ Lân Luxury. Bên cạnh vòng tay, Kỳ Lân Luxury còn thiết kế các sản phẩm như nhẫn, dây chuyền, bộ trang sức độc quyền theo yêu cầu của khách hàng. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.